Xin chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Rồi. Hôm nay chị em mình sẽ rủ nhau ở nhà mình chơi là sẽ nướng bắp nha. Đây, mình trồng đây bắp mới hái. Đây, bắp là nhà chị Kim Kim trồng. Đây bắp đây. Bây giờ ba chị em mình sẽ nướng. Bây giờ mình lột ra. Bây giờ lột đi rồi chúng ta nướng. Giờ thi lột bắp đua không chị em thấy. Nhưng bắp đây là rồi chúng ta sẽ chút nữa là chúng ta sẽ ướp ướp bằng mắm nêm nha các bạn. Nêm là chúng ta sẽ gia vị đầy đủ rồi, đường bột ngọt rồi trong đấy rồi. Ít hẹ nha các bạn, chút nữa chúng ta sẽ phi sau. Món này rất là ngon nha các bạn. Món này rất tuyệt vời. Cây nhà lá vườn nha các bạn. Mới bị bắp xong còn tư luôn. Thì lọc đua thứ ai cho hai người lọc đua đây. Hai thấy nè. Thì mình thử thấy tiếp ba. Này nha. Thì hay quá à. Em nãy giá chưa xem. Rồi, có thể đi lọc đây. Rồi chúng ta đang nướng nó nè. À bắp đã chín khoang nè. Rất là thơm luôn. Đây đang chín rồi các bạn. Trong mặt trời. Mùi thơm quyến rũ luôn á. Thơm lắm các bạn.
bán mấy ngàn cái vậy ca sĩ? 10.000 cái. Ca sĩ dạo này kinh doanh quá. Ca sĩ dạo này ớ xô quá. Ca sĩ này đi mong bắp cả nha. Bắp nữa. Ca sĩ Minh Tư hát bài vậy. Hát bài chạy bắt mau chín đi. Hát cái gì đây? Hồi này xô ớ quá. Ôi đừng nữa quên nha, đừng nữa quên ngờ luôn nha. Quên ngờ luôn rồi. Quên ngờ luôn rồi. Cá đi chín rồi các bạn. Bắp đây ăn một trái ngon tới chiều luôn đó. Non rất là ngon luôn. Non là nó mau chín. Kim kim trong rất là nhiều. Bắp nè, cà nè, cái gì cũng có. Rau nè, rau đầy đủ các loại nha. Cái gì cũng có. Bây giờ mình đủ ba trái cho mình lấy ra mình ăn trước á. Còn ở đây mình nướng sao? Bây giờ nó chín là chúng ta sẽ phơi mắm này, chúng ta làm mắm nha các bạn. Mắm nêm. Mắm nêm với đường bột ngọt mình gia vị sẵn rồi nè. Thì nha các bạn. Tôi chung với dầu các bạn cho nó thơm. Thì nó rất là thơm nha. Thì cho để cho đầu bếp cho mình đi giao Minh Thư làm nè. Thì hành nè. Minh Thư lấy kia nè. Thì hành trước đó rồi mình nướng tiếp nè. Đây. Ở đây. Thì chỉ Minh Thư nấu ăn ngon à. Dầu cho nha. Hay lắm nha. Rồi chúng ta sẽ nấm bắt đầu nấm nó sôi lên nha các bạn. Sôi lên nó thơm lắm nha, thơm rất là thơm luôn. Nấu chín mắm nè. Chín mắm nè bạn ơi. Rồi cho hẹ vào nè. Cho hẹ vào nha các bạn. Hẹ này rất là thơm nha các bạn. Nhà chị cái gì cũng có, rau răm này, xà lách này, nói chung là kính thưa các loại rau. Rồi chúng ta sẽ sao sơ thôi.
thắp một con chụp màu con mặt trời. Chúng ta sẽ nhắc chúng thôi xuống. Bây giờ chúng ta sẽ bắp lên nha các bạn. Và bắp lên nha các bạn. Thơm quá thơm. Mùa hả? Trời ơi, ngon quá. Mình đang khô một chút thôi. Thì bỏ bắp lên. Thơm quá đi. Thơm nếu mà người nào hay ăn mắm thì ăn muối được. Thì chị em mình thích ăn mắm á. Mắm là mình khi mình pha chớ lên cho bắp ra mình nướng luôn là nó ra thấm. Nó gia vị là mình ăn vừa. Cái mắm đây. Khi tết là mình thích ăn bắp lắm, nướng là rất nhiều người thích ăn nhưng không phải chỉ riêng mình thôi. Mùa này là bắp mà. Mùa này mùa bắp cho nên bắp là rỉ. Rỉ là ngon hả? Bắp ăn rất là tốt. Có dâu khi mà ướp gia vị rồi dầu nó sẽ mềm cho bắp nữa rồi không bị dai. Lâu nữa ạ. Dạ.
9 giờ rồi nha bạn. Chúng ta sẽ thưởng thức thôi. Thơm, rất là thơm. Cũng ngon, chị chuẩn bị mau rồi. Gì cầm mày hồi đó. Các bạn nghe nghe. Rồi, chín rồi nha các bạn. Chín rất là thơm. Thơm mùi hè này. Mùi bắp này này. Nó tươi cho nó còn thơm mà nó ngọt nữa. Hai ca sĩ dạo này ớ xô quá. Ớ xô thì chỗ nào chắc thì em đi ra con bắp á. Rồi mời anh Hà Đan trước ha. Rồi còn hai cái đấy mình bỏ lên mình nướng trước ha. Khi mà... anh làm thì mình bỏ lên mình nướng trước. Mời cả nhà. Rồi mời Hà nha, cũng ăn với chị em mình nha. Thơm quá, thơm cho em mà thêm rồi đó. Chưa cô em mà thêm chưa ăn hình mời cả nhà nha, mời cả nhà ăn cho bye bye cả nhà. Mời cả nhà. Giờ nóng như khỏi ăn rất là ngon nè. Rất là ngọt nha. Bắp này mới hái vô là mình nướng rồi nó ngọt. Rất là ngọt luôn. Rất là ngọt. Dưa và ngon. Mình gia vị là thấm dưa vừa cái dưa đó. Ngọt quá. Mẹ. Nói chung là mình chọn là bắp là chủ yếu để ăn thôi. Nên là của em bắp đó, không ăn ngắn luôn. Ngon Ngọc Đan. Ngon. Lúc nữa. Tự ăn được rồi. Ủa nó chị với Minh Thương vừa nướng bắp bán được chưa? Ừ, được. Được quá. Nửa hai chị em nửa bắp nước. Dạ hơn rồi ạ. Nửa bắp nước nướng bán. Hai bà biết bạn ăn rất ngon á. Ngon không? Ừ. Đây là chuyện ngon chắc rồi. Ăn mày uống nước ha. Ừ. Ăn mày uống nước chiều rồi khỏi ăn cơm luôn. Cá đi no. No hả? Thôi video của mình đã để giờ làm là tới đây là hết nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi, xin chào tạm biệt nha. Xin chào cả nhà. Rồi bye cả nhà.